Yeah. Chào các bạn, hôm nay mình đã đến Ao Vuông, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay mình đến đây mình sẽ quay một cái clip Ao Vuông sau những ngày lễ áo công bốc đã xong được một ngày nha các bạn. Mong các bạn theo dõi clip của mình và ủng hộ đăng ký kênh giúp mình một clip nha. Đây là toàn cảnh Ao Bà Om của tỉnh Trà Vinh nè, sau một ngày áo công bốc. Một buổi chiều phong cảnh Ao Bà Om rất là đẹp đó các bạn. Hôm nay mình đã đến đây sau một ngày áo công bốc. Đây phong cảnh của Ao Bà Om đây các bạn, rất là đẹp. Hôm nay mình đến đây chơi và tình cờ đi ngang mình vô đây quay cho các bạn một cái clip xem Ao Bà Om như thế nào ha các bạn ha. Đây Ao Bà Om đây. Là khu vui chơi Ao Bà Om. Ai đã từng đến Ao Bà Om rồi thì sẽ biết ha. Đây là Ao Bà Om của tỉnh Trà Vinh. Một cái phong cảnh Ao Bà Om rất là đẹp. Mong các bạn xem clip khu vui chơi Ao Bà Om của tỉnh Trà Vinh sau một ngày lễ áo công bốc. Đây các bạn sẽ nhìn rõ ha. Ngày rằm á, ngày rằm thì hoặc chiều thứ bảy hay là bữa chủ nhật gì đó có rất nhiều người đến đây để tham quan giải trí Ao Bà Om. Trong ao có sen nữa nè các bạn. Rõ nữa này.